ăn đòn. Các con về nhà, nhớ học thật kỹ bài học ngày hôm nay thầy dạy nhé. Giờ thầy cho các con nghỉ. Vâng ạ, chúng con chào thầy ạ. Bài hôm nay dài quá, lại khó học thuộc nữa chứ. Mới theo thầy học được có vài hôm mà thầy đã dạy những bài khó thế không biết. Phải đấy. Thôi, cố gắng học, mai còn trả bài thầy. Thế nhé, hẹn mai gặp lại. Ừ, mình về nhé. Tử bất học, phi sở nghi. Ấu bất học, lão hà vi. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ôi, đói quá. Đói thế này mắt mũi cứ hoa hết lên, chữ nghĩa nhảy nhót loạn xạ. Luộc nồi khoai ăn tạm rồi học bài cho yên tâm. Tí ơi, thả trâu ra đồng cho mẹ đi con. Vâng ạ, con đi ngay đây ạ. Nò quá, yên tâm học rồi. Trời ơi, ăn no, buồn ngủ quá. Hai mắt cứ díp lại với nhau thế này thì nhìn thấy chữ gì mà học chứ. Thôi, chợp mắt 5-10 phút rồi dậy ngồi học cho tỉnh táo vậy. Nguy quá, mình chưa thuộc nổi một trang. Trời, hết giờ mất rồi, lấy gì mà học bài đây? Thôi, đành ngủ sớm, rồi sáng mai dậy thật sớm học bài vậy. Học buổi sáng lúc nào cũng tỉnh táo và nhanh thuộc hơn. Đành vậy, có phải tại mình đâu. Ôi ôi, sáng, sáng mất rồi sao? Trời ơi, mình chưa thuộc hết bài, sắp đến giờ đi học rồi, làm sao đây? Các trò, cha mẹ gửi các trò theo ta học, luôn mong muốn sau này các trò sẽ thành tài. Tuy nhiên, con đường học không phải ai cũng đủ kiên trì để theo đuổi. Hôm nay, ta sẽ chấm xem trò nào sẽ được theo ta tiếp tục học, trò nào sẽ không được học nữa. Giờ hãy lấy giấy ra, viết lại cho ta những điều mà các con đã được học ngày hôm qua. Ôi, chết, chết, chết rồi. Chết rồi, thầy đuổi mình ra khỏi lớp mất thôi. Thế này, mình làm sao dám về nhà chứ? Đây rồi, mày đi đâu mà giờ này mới vác mặt về? Học hành thế nào mà để thầy đuổi ra khỏi lớp hả con? Con với cái thế đấy. Ơ, sao, sao mẹ đã biết rồi? Đứng lại, phen này mẹ sẽ cho mày một trận. Mẹ ơi, tha cho con biết lỗi rồi ạ. Chỉ cần mẹ cười. Bông, mày làm cái gì thế hả? Con Bông lại gây chuyện tài đình rồi ba ơi. Còn cố gắng tập trung học đi. Từ Tết tới giờ mày làm bể bao nhiêu đồ trong nhà này rồi. Mày thấy tao còn chưa đủ việc để làm phải không? Thật là mệt chết đi được. Từ lúc đi làm về, giờ mới biết thế nào là cái ghế.
Nóng thế này không biết, cây còn bông hư quá, phá hết cây này đến cái khác. Thôi mà em, lỡ bể rồi, cáo giận với nó thì được cái gì? Để anh bật điều hòa lên cho mát nhé. Đấy, anh nhắc em mới nhớ, tháng này nhà mình hết nhiều tiền điện quá, những hơn 700 ngàn. Hai cha con làm ơn có ý thức tiết kiệm điện một chút đi, chứ cứ thế này thì chết. Mùa hè mà em, nóng nực. Chẳng lẽ lại không dùng điều hòa, chịu sao nổi? Nóng tí cũng được, khối nhà không có điều hòa, người ta vẫn sống được đấy, có sao đâu. Tháng nào em cũng phải đau đầu mấy cái khoản điện nước, chợ búa, anh là đàn ông đâu có hiểu được. Thì thôi vậy. Mà anh cũng phải biết san sẻ công việc với em một chút, ai lại... Thì anh cũng có rảnh gì đâu. Con chào ba mẹ. Lan à con, cất cặp sách rồi tắm rửa ăn cơm. Vâng ạ, Lan đó ạ. Tối nay có món nem rán mà con thích đấy nhé. Ôi tuyệt quá, hoan hô mẹ. Thơm quá. Anh và con ăn đi, ăn nhiều vào. Hôm nay mẹ làm nhiều lắm đấy. Hôm nay mẹ có chuyện gì vui thế? Báo cho hai cha con một tin vui, mẹ mới nhận quyết định lên chức nhé. Ôi, tuyệt quá, chúc mừng mẹ. Chà, vợ anh đúng là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chúc mừng em. Cảm ơn hai cha con. Mẹ, hôm nay mẹ trang điểm đẹp quá mẹ ơi. Trang điểm? Mẹ có trang điểm gì đâu con. Không trang điểm sao? Nhưng mẹ khác lắm, trông mẹ xinh hẳn lên. Thật vậy hả con gái? Ồ, lạ quá. Mình không có trang điểm, mà con bé bảo mình trang điểm. Ồ, đúng là mẹ không trang điểm. Nhưng sao hôm nay mẹ xinh thế? Thế mọi khi trông mẹ xấu lắm hả? À, con biết rồi. Mọi ngày lúc nào mẹ cũng giận dữ, nhăn nhó, cáu kỉnh. Còn hôm nay mẹ luôn tươi cười, thảo nào mẹ xinh hẳn lên. À, quá ra sự cáu kỉnh, giận dữ là mình xấu đi nhiều thế sao? Hai mẹ con đang ăn sao chạy ra đây? À, Lan à, con chạy đi lấy giúp ba chai sâm banh. Hôm nay phải chúc mừng mẹ mới được. Vâng ạ. Em à, hôm nay em đẹp lắm. Nỗi nhớ còn mãi. Mẹ ơi, sáng nay con đi học nhóm bên nhà bạn Đức, giờ con đi luôn nha. Đợi mẹ nấu mì xong ăn rồi hãy đi. Thôi, con không ăn đâu, con đi đây. À! Cháu xin lỗi ông, cháu đang vội đi học, không nhìn thấy ông nên đâm phải. Ông có sao không ạ? Không, ông không sao. Đây là ông lão ở đối diện nhà mình, mà mọi người cứ bảo là bị dở đây mà. Thôi, cháu đi học đi, kẻo muộn, để ông nhặt cho. Ông không sao chứ ạ? Ừ, ông không sao. Cháu đi học đây, ông cũng cẩn thận nha. Ông cụ cũng đâu có xấu như người ta vẫn nói. Nam, Nam, mày không làm bài mà nghĩ gì đấy? Mày có biết ông già ở đối diện nhà tao không? Sáng nay đâm xe vào ông ý, tao thấy ông ý có dở đâu. Ông ấy cũng dễ gần mà. Mẹ tao bảo ông ấy dở, không chơi với ai, cũng chẳng có con cái gì, suốt ngày đi ngoài đường lượm rác với chai lọ để đầy nhà. Thôi bẩn kinh khủng. Ông cụ này buôn đồng nát à? Nhưng mình có thấy ai ra vào đó bán gì đâu. À, nhà mình có ít giấy báo cũ, mình thử mang sang đó xem sao. Ông ơi, ông có nhà không ạ? Cháu là ai vậy? Cháu là đứa đâm xe vào ông hôm nọ, nhà cháu ở bên đối diện ạ. À, có chuyện gì không cháu? Cháu có ít giấy báo cũ, muốn mang sang cho ông. Ừ, cháu vào đi. Đây là ảnh chụp ông ạ.
đây là hồi ông còn trẻ. Trước đây ông từng là bộ đội. Ông không có con cái sao ạ? Ông sống một mình, ông không có con cháu. Mà cháu không sợ ông mà. Ông thấy đứa trẻ nào gặp ông cũng sợ. Không, cháu thấy ông dễ tính mà lại dễ gần nữa. Có gì phải sợ hả ông? Cháu có tập giấy vụn mang sang cho ông. À, mà ông đi lấy giấy vụn làm gì thế ạ? Ông không có con cái. Ông phải làm một cái gì đó đến khi ông mất đi. Còn có người nhớ đến ông. Ông sẽ không thấy cô đơn. Thôi à, cháu về đây. Một tuần sau. Sao hôm nay nhà ông Tuân lại nhiều người thế nhỉ? Hay là có chuyện gì? Hôm qua tôi vẫn thấy ông ấy đi nhặt giấy vụn mà. Ông mất rồi ư? Ông ơi, ông đừng bỏ chúng cháu. Ông ơi, ông đã làm được điều ông mong ước rồi. Ông đã là người ông yêu quý của bao đứa trẻ mồ côi. Ông có thấy không? Giờ này có cháu, có lũ trẻ và bao người rơi nước mắt vì thương ông. Ông đã đi rồi, nhưng ông sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn. Vì có cháu và những đứa trẻ sẽ luôn luôn nhớ tới ông. Ông ơi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.